Hello, chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Và hôm nay thì chúng ta bắt đầu cái chuyên đề bài tập các em nhỉ. Chúng ta cứ xen kẽ thôi, hôm thì một hôm thì lý thuyết, một hôm bài tập để chúng ta nó đổi mới cái việc học của chúng ta. Và ngày hôm nay là cái buổi đầu tiên về phần bài tập Calculus. Và phần bài tập Calculus là một cái phần bài tập cực dễ, nhưng mà cũng nhiều câu lừa. Thế nên chúng ta phải thực sự cẩn thận nhá. Ok, mình bắt đầu. Câu số 1 ạ. Cho 90 g glucose lên men rượu với hiệu suất 80%. Glucose là C6H12O6. Cái kỹ năng để chúng ta làm phần này ấy, thì các em cần lưu ý cho thầy nhá, là mình nên thuộc phân tử khối. Thì phân tử khối của glucose bằng 180. Thì khi mà các em thuộc rồi, chúng ta làm nó rất là đơn giản. Mình sẽ tìm được số mol luôn là 90 mà chia cho 180 thì bằng 0,5. Lên men rượu hiệu suất 80% thì thu được CO2. Ra được 2 CO2 cộng 2 CN2 5OH. Hiệu suất 80% thì thầy lấy nó là 0,8. Đó. Vậy mình có này, 0,5 nhân 2 là bằng 1, thuận nhân nhân 0,8. Đấy chưa? Vậy bằng 0,8. Vậy mình tìm được giá trị của V là bằng 0,8 nhân 2,4. 0,8 mà nhân với lại 2,4 thì bằng bao nhiêu? 0,8 và nhân với lại 2,4. 17,92 lít ạ. 17,92 lít. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 2 ạ. Khi đốt cháy hoàn toàn 7,02 gam hỗn hợp gồm cellulose và sắt caroze. Thế thì sen và sắt này mình cứ đặt nó là gồm carbon và nước, đúng không? Cái phương pháp giải cái dạng này nó là như thế các em. Và cứ nhìn thấy đốt cháy của cái bọn mà hỗn hợp carbohydrate thì mình sẽ quy đổi nó về gồm carbon và nước. Thì ở đây 7,02 thì những cái dấu hiệu tại sao lại có thể mà quy đổi đấy thì thầy nói rất là kỹ ở bên trong cái khóa học S1 của thầy nhá. Dấu hiệu này, phương pháp làm giải như nào. Còn ở đây bây giờ chúng ta tập trung vào giải bài nhá. Mình sẽ có 7,02 ta cần vừa đủ oxy số mol là 0,24 thì mình sẽ thu được là gì ạ? Là CO2 và H2O. Ok không ạ? Thế thì câu chuyện nó đơn giản lắm. Bởi vì là nước với nước này giữ nguyên, vậy nó thay đổi. Vậy chỉ có là carbon cộng oxy để tạo thành CO2. Cái chỗ này thì ở trong cái phương pháp của thầy thì thầy có nói kỹ, có phân tích kỹ rằng là số mol của carbon phản ứng nó bằng số mol của oxy và bằng số mol CO2. Vậy ở đây số mol CO2 bằng 0,24. Và hoàn toàn chúng ta đi bảo toàn carbon, mình bảo toàn ngược lại tìm được số mol của carbon bằng 0,24. Và từ đó chúng ta tìm được giá trị của nước là bằng 7,02 mà trừ đi 0,24 nhân 12 bằng 4,14 gam. Câu rất dễ. Đúng không em? Quá dễ dàng. Câu số 3. Đun nóng 50 gam dung dịch glucose trong dịch AgNO3 trong NH3 dư. Glucose C6H12O6. Thì mình sẽ thu được hai thằng bảng. Đúng không? Một glucose có một nhóm CHO, một nhóm CRO thì thu được hai bảng. Số mol bạc bằng 2,16 chia cho 108 thì bằng 0,02 mol. Được chưa? Vậy ở đây mình sẽ hoàn toàn mình suy ngược lại được số mol glucose là 0,02 nhân 1 chia 2 bằng 0,01. Vậy từ đó thì chúng ta sẽ tìm được cái khối lượng của C6H12O6 nguyên chất thì bằng là 0,01 nhân 180 thì bằng 18. Và từ đó mình tìm được C% bằng 18 chia cho 50 nhân 100%. Bởi vì C% thì bằng mỡ chất tan chia mỡ dung dịch mà. Mình có 18 chia 50 bằng nhân 100 36% ạ. Sao của thầy? À thôi, toang rồi, 0,01 thì chỗ này bằng là 1,8 đúng không? Thế này 1,8. 1,8 chia cho 50 ạ. Nhân 100 3,6. 3,6% đáp án đúng là đáp án D. 3,6%. Ui dễ thế. Câu số 4 ạ. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm glucose và cellulose thì thu được CO2 và nước. NCO2 trừ N nước bằng 0,01. Số gốc glucose trong phân tử cellulose là bao nhiêu? Ủa ơi. Câu này mới căng. Câu này căng nhỉ. Thế thì chúng ta nhìn này. Công thức của glucose là C6H12O6, đúng không? Thì mình có thể đưa nó về là thuộc dạng là đặt 6 ra ngoài đi thì nó còn là CH2O tất cả 6 lần. Đúng không? Thế còn lại thằng cellulose là C6H10O5 thì mình quy lại mình sẽ là C6H2O tất cả 5 lần. Và ở đây chúng ta nhìn này, nếu cái hỗn hợp này mà đốt cháy nó sinh ra được CO2 và H2O
Thì nếu mà cái thằng glucose mà cháy ấy, đây tất cả là lần. Nếu thằng glucose mà cháy thì nó luôn luôn cho số mol CO2 bằng số mol nước. Đúng không? Bởi vì nó thuộc dạng CnH2n. Thế vậy cái sự chênh lệch giữa NCO2 và N nước ở đây là do thằng gì? Do thằng cellulose, đúng không? Bởi thằng này có 6 góc, thằng này có 5. Và mình sẽ có là NCO2 trừ N nước bằng 0.1 này thì chính bằng số mol trừ N nước bằng 0.01 này thì chính bằng số mol của gốc C6H10O5 hay chính là bằng số mol của gốc glucose ở bên trong cái thằng cellulose. Đúng chưa? Vậy suy ra là số phân tử glucose thì nó bằng số mol là 0.01 nhân với hằng số Avogadro là 6.023 nhân 10 mũ 23. Và bằng ạ. 6.023 nhân 10 mũ 21. Được không? 6.023 nhân 10 mũ 21. Vậy đáp án đúng của chúng ta, câu số 4 của chúng ta là đáp án B bỏ. Một câu này tư duy rất dễ. Và cũng rất dễ các bạn bị sai. Câu cuối cùng trong buổi ngày hôm nay, câu số 5. Lên men mờ gam tinh bột thành alkonilic với hiệu suất 80%. Thế thì có một cái kỹ năng mà thầy đã nói cực kỳ kỹ trong khóa S1 của thầy để chúng ta giải nhanh bài tập hơn. Đấy là cái việc là chúng ta sẽ coi rằng là cái bọn tinh bột đấy, mình bỏ cái N đi, mình chỉ lấy nó là gì thôi, C6H10O5 mà thôi. Thì lên men, thì nó lên men thành alkonilic thì nó sẽ tạo thành 2 lần CO2, bởi vì đề bài nó hỏi CO2 mà. Hiệu suất là 81%, vậy đây là 0.81. Đúng chưa? Cho toàn bộ CO2 sục vào dung dịch BaOH 2 lần thì thu được kết tủa BaCO3 29,55 gam kết tủa. 29,55 chia cho 197 bằng 0.15 mol. Và ở đây đề bài nói với chúng ta rằng là lọc tách kết tủa rồi đun nóng phần dung dịch còn lại. Vậy điều này chứng tỏ chắc chắn trong phần dung dịch còn lại sẽ có BaHCO3 2 lần. Tại sao là thế? Thì trong cái bộ về cái phần vô cơ, chống liệt vô cơ, chống mất gốc vô cơ, thầy đã nói rất kỹ về cái dạng này nhá. Các bạn có thể theo dõi ở bên trong cái phần đó, trong khóa S1. Thì đun nóng nhẹ thì mình sẽ thu được BaCO3 cộng với lại CO2 cộng với lại H2O thì thu được 19,7 gam nữa, thì số mol kết tủa này sẽ là 19,7 chia cho 197 bằng 0.1. Thì mình suy ngược ra được thằng BaHCO3 bằng 0.1. Vậy hoàn toàn ở đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon, mình sẽ thu được số mol CO2 0.1 nhân 2, 0.1 nhân 2 bằng 0.2 cộng 0.15 thì bằng 0.35 mol. Đúng không ạ? Vậy số mol CO2 là 0.35 mol thì mình suy được ra số mol của cellulose, à đó của gì ạ? Tinh bột. 0.35 nhân 1 chia 2 bằng 0.175 thuận nhân nghịch chia chia 0.81 bằng, đấy, rồi nhân với bao nhiêu ạ? Nhân 162, 35 gam ạ. Thì kết quả chúng ta đó là đáp án gì? Thì đây là một trong số những cái câu mà chúng ta hay bị sai lầm ở bên trong cái, đây là những cái câu về dạng cơ bản mà chúng ta hay bị sai lầm ở bên trong cái phần chương Carburas mà thầy muốn chúng ta lưu giữ lại và trọng tâm hơn trong phần này. Ok ạ, và buổi ngày hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Và bạn nào mà muốn tìm hiểu về các khóa học của thầy hay là khóa S1 của thầy thì hoàn toàn có thể inbox cho fanpage để nhận được tư vấn ngay lập tức. Ok, bye bye, chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại vào buổi sau. Hello, xin chào tất cả các bạn và các em. Chúng ta lại quay trở lại với phần bài tập Carburas 15 phút học hóa mỗi ngày, đề số 02. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cái chuỗi buổi học này của thầy. Và rất là cảm ơn các bạn đã nhiệt tình chia sẻ cũng như comment lại đáp án tại đây. Cảm ơn các em rất rất nhiều. Và chúng ta bắt đầu trong cái buổi học ngày hôm nay tiếp tục với câu số 1 là cho 45 gram glucose. Thì với cái phương pháp ở đây chúng ta làm là chúng ta phải làm sao cho mục tiêu chúng ta phải giải nhanh hết mức có thể. Thì chúng ta tìm được luôn số mol glucose nhỉ. Glu ạ. Mình có số mol glu bằng 45 và chia cho 180 bằng 0.25 mol. Lên men rượu với hiệu suất 100%. Đấy thì nó sẽ thu được hai lần thằng CH5OH. Thì 0.25 mà nhân với 2 bằng 0.5.
Vậy đến đây mình sẽ tìm được khối lượng của xe 5H luôn. Nhân 4 sao 23 gram ạ. Đáp án đúng là đáp án C, 23 gram. Câu số 2 ạ. Câu số 2 là một cái câu về vấn đề là đốt cháy. Thì đốt cháy cái hỗn hợp carbohydrate, được chưa? Thì ta sẽ có một cái vấn đề như sau là mình sẽ quy đổi cellulose và saccharose về thành carbon và nước. Thì cái khối lượng nó là 7,02 gram. Cần vừa đủ oxy 0,24. Thì thu được CO2 và H2O. Thế thì câu chuyện chúng ta nó rất đơn giản ở trong này. Thì bởi vì mình có là như thầy đã hướng dẫn ở bên trong tất cả cái khóa S1 của thầy. Thì riêng cái bọn này thì mình sẽ luôn luôn có là số mol oxy nó bằng số mol carbon nó bằng số mol CO2 0,24. Vậy số mol carbon là 0,24. Và cái câu chuyện chúng ta rất là đơn giản, chúng ta tìm được khối lượng của nước. Mình lấy 7,02 trừ đi 0,24 nhân 12 bằng 4,14 gam. Vậy đáp án đúng là đáp án B bỏ. Dễ không ạ? Câu số 3. Cho dung dịch chứa m gam glucose, glu này, glucose này, tác dụng với lượng dư AgNO3 trong NH3 sau phản ứng thì chắc chắn một glucose cho chúng ta 2 bạc. Thì mình tìm được số mol bạc bằng 17,28 chia 108 bằng 0,16 mol. Thì mình sẽ suy ngược ra được số mol glucose bằng 0,16 nhân 1 chia 2 bằng 0,08. Vậy mình tìm được ngay giá trị bằng 0,08 mà nhân với 180 bằng 14,4 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Quá dễ dàng. Đúng không ạ? Ok ạ. Mình sang câu tiếp theo, câu số 4 là phân tử khối trung bình của cellulose C6H10O5 tất cả n lần là 1.620.000. Vậy thì ở đây mình sẽ có là phân tử khối của nó anh này nó sẽ là 162 lần n thì bằng 1.620.000. Vậy hoàn toàn nên mình tìm được n bằng 1.620.000 chia cho 162 thì bằng 10.000. Đúng không ạ? 10.000. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C. Quá dễ. Câu số 5 ạ, câu cuối cùng. Thủy phân hoàn toàn m gam saccharose đun nóng. Thế thì mình phải hiểu nhá, một anh sac mà thủy phân hoàn toàn ấy thì mình thu được một anh glu và một anh fructose. Được chưa? Chia thành hai phần bằng nhau. Phần 1 thì gồm glu và fructose làm mất màu vừa hết 16 gam dung dịch brom. Vậy số mol là 16 chia 160 bằng 0,1. Thì fructose không tác dụng brom, vậy chỉ có glu thôi, một glu ăn một brom. Vậy mình tìm được số mol glu bằng 0,1 mol. Vậy với số mol glu bằng 0,1 mol, đây là ở phần 1. Vậy thì suy ra là ở toàn bộ cả ban đầu ấy, trong hỗn hợp X ban đầu thì số mol glu sẽ bằng 0,2. Thì dẫn đến số mol fructose cũng bằng 0,2. Đúng không ạ? Phần 2 thì vẫn gồm glu và fructose. Thì glu là 0,1, vậy fructose cũng là 0,1. Vậy mình sẽ có là cả glu và fructose thì đều chung công thức phân tử là C6H12O6. Và cả hai thằng này thì đều chán được bạc. Đúng không ạ? À, hai phần này không bằng nhau. Sorry. Đề bài không nói chúng ta là hai phần này bằng nhau hay không. Dã man quá. Trời ạ. Được không ạ? Thì anh này cho ra 2 bạc. Số mol bạc bằng 86,4 mà chia cho 108 thì bằng 0,8 mol. Vậy mình suy ngược lại được số mol glu là bằng 0,4. Sorry, suy ngược lại được số mol của C6H12O6 là bằng 0,4. Thế mà số mol glu phải bằng số mol fructose, vậy anh này là bằng 0,2 và anh này bằng 0,2. Glu này 0,1 thì anh này là 0,1. Đúng không ạ? Đề bài hỏi giá trị của m. Vậy mình suy lại, glu ban đầu là 0,2 cộng 0,1 là 0,3. Fructose cũng là 0,3. Vậy số mol xác là bằng 0,3. Được không ạ? 0,3 mà nhân với lại m gam xác mà. Trên hai phần không biết bằng nhau hay không. Rồi, 0,3 mà nhân với 342. 102,6 gam. 102,6 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Đấy chứ, đây một câu rất là hay trong phần mà thủy phân bọn saccharose, các bạn cần phải chú ý nhá.
để mà mình làm thật chuẩn. Đấy, tí nữa thầy bị sai ở cái chỗ đoạn này, bởi vì đây là cái chỗ mà chia thành hai phần nó không bằng nhau nhá. Ok ạ, và hẹn gặp lại chúng ta vào cái buổi chữa bài tập sau. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các em. Hello, xin chào tất cả các bạn và các em. Chúng ta sẽ quay lại cái chuỗi chuyên đề bài tập Carbohydrates, và ngày hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta đề số 03. Ok, let's go. Nhớ ủng hộ thầy và chia sẻ lại bài học này nhá. Câu số 1, lên men dung dịch chứa 300g glucose. Glucose thì công thức của glucose chúng ta nó là gì? C6H12O6 đúng không? Thu được 69g ăn conitric 2 lần thằng C2H5OH. Số mol ạ. Số mol C2H5OH bằng 69 chia 46 1,5. Vậy hoàn toàn mình sẽ suy ngược lại được số mol của glucose. Nó sẽ bằng là 1,5 x 1 chia 2 bằng 0,75. Đấy, mặt khác là dung dịch chứa 300g, thế thì mình sẽ tìm được khối lượng của C6H12O6 thực tế. Đúng không? Phản ứng nhỉ? Phản ứng thì chuẩn hơn, phản ứng thì chuẩn hơn. Sẽ bằng là 0,75 nhân với 180 bằng 135. Vậy hoàn toàn lên đây mình sẽ tìm được hiệu suất thì bằng số mol phản ứng này, à bằng khối lượng phản ứng chia cho khối lượng ban đầu đề bài cho này, nhân 100%. 135 chia cho 300, 45%. 45%, đáp án đúng đáp án B. Câu số 2 ạ. Cái câu này thì là chúng ta gặp nhiều rồi. Cái dạng này là dạng về đốt cháy carbohydrates. Thì chúng ta, câu chuyện chúng ta là cứ quy đổi nó về carbon và nước thôi. 7,02 gam. Đấy chưa ạ? Cần vừa đủ 0,24 mol oxy thì mình sẽ thu được CO2 và H2O đúng không ạ? Thế thì số mol oxy lúc nào cũng bằng số mol carbon 0,24 và bằng số mol của CO2. Vậy hoàn toàn nên mình sẽ tìm được khối lượng của nước bằng cách lấy 7,02 trừ đi 0,24 nhân 12 bằng 4,14g. Rất dễ dàng đúng không? Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu số 3. Thực hiện phản ứng tráng gương hoàn toàn 36g dung dịch fructose 10%. Vậy mình sẽ tìm được khối lượng của fructose nguyên chất bằng 36 nhân với 10% là nhân với lại 0,1 thì bằng 3,6. Từ đó chúng ta sẽ tìm được số mol của fructose. Phân tử khối fructose bằng 180 nên mình sẽ có là 3,6 chia cho 180 thì bằng 0,02 mol. Được không ạ? Thế thì mình biết là một fructose thì nó cho ra 2 bạc. Thì số mol fructose bằng 0,02 thì số mol bạc chúng ta bằng 0,04. Vậy là hoàn toàn từ đây chúng ta sẽ tìm được khối lượng của bạc bằng 0,04 nhân 108 bằng 4,32g. 4,32g ta đúng là đáp án A. Các bạn đừng có tô nhầm thành đáp án D nhá, toang đấy. Câu số 4. Khối lượng xác carbohydrate thu được từ 1 tấn nước mía. 1 tấn nước mía chứa 13,13% xác carbohydrate. Hiệu suất thu hồi là 80%. À, thế bây giờ nhá, 1 tấn nước mía này, bây giờ tính thành kg là 1.000 kg đi. Nước mía thì chứa 13% saccharose thì suy ra khối lượng sac nó sẽ bằng là 13 nhân với 1.000 chia 100 đúng không ạ? Bằng, thế là 13 1.000 nhân với 0,13 bằng 130 kg. Mà hiệu suất thu hồi là 80%. Đúng không? Vậy suy ra M của sac thực tế. Ồ, câu này rất hay nhá. Câu rất hay, dễ, có thể hỏi trong đề đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy. Thì mình sẽ có là khối lượng của sac thực tế bằng 130 nhân với lại 0,8, 80% mà, bằng 104. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án A, 104. Câu số 5, câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay. Đốt cháy hoàn toàn 30,96
Gam hỗn hợp X gồm glucose, saccharose và cellulose. Vậy thì cái bọn glucose và sen quy đổi về còn carbon và nước. 30,96. Đúng chưa? Cần dùng oxy 1,08. Thì mình sẽ thu được gì ạ? CO2 và H2O. Đúng không? Thì ở đây mình có là số mol oxy bằng số mol CO2 1,08 và bằng số mol carbon 1,08. Thế tìm được số mol CO2 còn gì nữa? Đây, dẫn sản phẩm cháy qua dung dịch CaH lần dư. Thì chắc chắn mình thu được kết tủa là kết tủa CaCO3. Số mol kết tủa chính bằng số mol CO2 1,08. Đây bài hỏi là khối lượng dung dịch giảm m gam thì delta m nó bằng m vào trừ m ra. M vào là m CO2 cộng m nước. M ra là m kết tủa. Được chưa? Thế giờ mình cần tìm m của H2O. Mình muốn tìm m H2O bằng cách là mình lấy 30,96 trừ đi một khối lượng của carbon 1,08 nhân với 12. Khối lượng của nước bằng 18. 18 gam. Vậy ở đây mình sẽ có khối lượng CO2 là 1,08 nhân 44 cộng khối lượng nước là 18 trừ khối lượng kết tủa là 1,08 thì chúng ta sẽ bằng. Đâu, khối lượng kết tủa là 1,08 nhân 100 ạ. Bởi vì đây là mol thôi. 1,08 nhân 44 cộng 18 trừ đi 108 bằng âm 42,48. Dấu âm này có nghĩa là khối lượng dung dịch giảm. Đúng không ạ? Vậy đề bài hỏi là giá trị của m đấy. Khối lượng dung dịch giảm m gam trong dung dịch ban đầu thì giá trị m giảm là 42,48 gam. Và đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Một câu rất là dễ phần bài tập. Ok. Đây là cái buổi 3 chúng ta kết thúc tại đây. Đây là những cái câu giảm bài tập rất là hay, rất là kinh điển của phần Carbohydrates. Các bạn nhớ phải nắm rõ và nắm kỹ. Okay. Xin phép các em chúng ta kết thúc tại đây và hẹn gặp lại chúng ta vào buổi số 4. Hello, xin chào tất cả các bạn và các em. Chúng ta lại quay trở lại chuỗi bài tập Carbohydrates dễ hay sai mà thầy thành lập lên để giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em có được cái nhìn khái quát nhất và thông thuộc nhất về những dạng bài tập về Carbohydrates. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em đã theo dõi và ủng hộ thầy thì có thể là giúp thầy chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn và các em mà sợ phần Carbohydrates vào đây. Và những bạn nào mà muốn tìm hiểu về khóa học của thầy thì có thể vui lòng inbox cho fanpage của thầy, bởi vì khóa học của thầy là một khóa học duy nhất học lý thuyết từ bản chất và chia dạng bài tập cực kỳ chi tiết, từ những dạng bài tập cơ bản cho đến những dạng bài tập mức độ vận dụng và vận dụng cao. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Mình bắt đầu vào câu đầu tiên, câu số 1. Lên men m gam glucose. Glucose C6H12O6 với hiệu suất 60% thì thu được CO2 số mol là bằng 0,3. Vậy ngay tức mình tìm được số mol của glucose là 0,3 nhân 1 chia 2 bằng 0,15. Có hiệu suất thì mình làm thuận nhân, nghịch chia. Vậy chia cho 0,6. Vậy là mình tìm được số mol glucose. Các em nhớ cái tuyệt chiêu của thầy nhá. Thuận nhân nghịch chia. 0,15 chia 0,6 nhân 180 bằng 45. Vậy khối lượng của m bằng 45 gam. Một câu rất dễ dàng dành cho tất cả các bạn và các em. Câu số 2 ạ. Đề chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương lần 1 năm 2022. Đốt cháy hoàn toàn 26,1 gam hỗn hợp gồm glucose, fructose và saccharose. Thì cái câu này với cái phương pháp giải của thầy thì đã nói đi nói lại chúng ta rất rất nhiều lần. Đó là mình quy đổi nó về con carbon và nước. Đúng không? Khối lượng là 26,1 nha. Tác dụng với oxy thì thu được gồm CO2 và H2O. Số mol của oxy để bài cho bằng 0,9. Thì ta đã luôn luôn có là gì ạ? Số mol của carbon luôn bằng số mol của oxy và luôn bằng số mol của CO2. Vậy hoàn toàn ở đây mình sẽ suy ra được số mol carbon bằng 0,9. Và từ đó mình tìm được khối lượng của m. 26,1 trừ đi 0,9 nhân 12 bằng 15,3 gam ạ. Một câu đáp án rất dễ dàng và đơn giản. Đáp án đúng là đáp án C. Câu số 3. Đun nóng m gam dung dịch glucose nồng độ 20%. Đun nóng m gam dung dịch glucose nồng độ 20%. Glucose C6H12O6 này.
Với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì sinh được 2 bạc. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì mình tìm được số mol bạc của mình là bằng 6,48. 6,48 chia 108 thì bằng bao nhiêu ạ? 0,06 mol. Vậy hoàn toàn mình suy ngược lại được số mol của glucose bằng 0,06 nhân 1 chia 2 bằng 0,03. Và từ đó mình tìm được khối lượng của M là 0,03 nhân với 180 bằng 5,4 gam nhá. 5,4 gam, nhưng từ từ ở đây đề bài nói là glucose nồng độ 2%. Đúng không? Vậy là đây mình tìm được là khối lượng của C6H12O6 nguyên chất thì bằng là 0,03 nhân với lại 180 thì nó bằng là 5,4. Nhưng ở đây đề bài hỏi là dung dịch cơ mà, suy ra M gam dung dịch glu 20% thì nó sẽ bằng là 5,4 chia 0,2 chia 0,2 bằng 27 gam. Và đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án A cơ, mà nhiều bạn rất dễ có thể chọn phải đáp án C. Thì đấy là một trong số những cái top 1 sai lầm của các em. Yên tâm, có thầy ở đây rồi, thầy sẽ giúp đỡ chúng ta không bị sai. Câu số 4. M gam hỗn hợp X gồm glu và frup. Glu này, frup này tác dụng vừa đủ với 0,8 mol brom thì số mol brom bằng 0,8 chia 160 bằng 5 nhân 10 mũ trừ 3. Thế thì mình có fructose thì không tác dụng với brom, vậy chỉ có glucose tác dụng brom thôi, thì số mol brom chính bằng số mol glucose 5 nhân 10 mũ trừ 3. Cũng M gam hỗn hợp X cho tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư thì thu được bạc, thì số mol bạc ở đây là 4,32 mà chia cho 108 thì bằng 0,04. Thế ở đây mình sẽ có là bạc sinh ra do glucose thì nó bằng là một thằng glu thì trắng hai bạc, đúng không ạ? Vậy nó sẽ là 5 nhân 10 mũ trừ 3 nhân 2 thì bằng 0,01. Vậy từ đó mình suy được bạc sinh ra do fructose thì bằng 0,04 trừ 0,01 thì còn 0,03. Từ đó mình suy được số mol của fructose là bằng 0,03 chia cho 2 bằng 0,015. Được chưa? Thì thực ra là cái khối lượng của glu và fructose nó bằng nhau, nên phần trăm về khối lượng cũng chính là phần trăm về số mol. Thì phần trăm của glu là 5 nhân 10 mũ trừ 3 chia cho 5 nhân 10 mũ trừ 3 cộng với 0,015 bằng nhân 100% bằng 25%. Glucose là 25% thì fructose là 75%. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Bỏ. Dễ quá nhỉ. Câu số 5. Thực ra những cái phần carbohydrate này là phần mà những bài tập dễ nhất. Nên chúng ta nhớ rằng là nhớ lời của thầy là lý thuyết mình phải ăn chắc phần này, và bài tập mình cũng phải ăn toàn bộ phần này để mình lấy được điểm tối đa của phần này. Đốt cháy hoàn toàn M gam hỗn hợp glu, xác, tinh bột và sen. Mình lại quy đổi thôi về carbon và nước. Quen rồi đúng không ạ? Cần dùng 1,2 mol oxy. 1,2 mol oxy thì mình sẽ thu được CO2 và H2O. Thế vì như vừa nãy mình có là số mol của carbon bằng số mol của oxy và bằng số mol của CO2, và nó đều bằng là 1,2. Đúng không ạ? Thủy phân hoàn toàn M gam X. Đây, bây giờ là thủy phân. Đây, X đây, thủy phân. Nước. Toàn bộ sản phẩm là thu được toàn bộ sản phẩm glu này, xác này, tinh bột, sen, thì thủy phân thì đều thu được C6H12O6 hết. Và cho tác dụng với AgNO3 trong NH3 thì thu được kết tủa bạc. Thì 1 C6H12O6 thu được 2 bạc. Thế vậy công việc của chúng ta bây giờ tìm xem là số mol C6H12O6 là bằng bao nhiêu. Thì câu chuyện nó rất dễ dàng. Bảo toàn carbon ạ, 1,2 chia 6 bằng 0,2. Và 0,2 này thì ăn 0,4 bạc. Mình tìm được số mol bạc bằng 0,4 nhân với 108 bằng 43,2 gam. 43,2 gam, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Em thấy không? Những skill của thầy rất kinh khủng và tăng tốc độ chúng ta giải bài rất nhanh. Đúng không ạ? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi những cái buổi học này của thầy. Và những bạn nào mà muốn sở hữu 50 skill của thầy thì hãy vui lòng tìm hiểu inbox với fanpage để nhận được cái tư vấn chi tiết nhất về khoa học của thầy. Bye bye, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại vào buổi sau. Hello, xin chào tất cả các bạn và các em. Chúng ta lại quay trở lại chuỗi bài tập carbohydrate. Và hôm nay chúng ta đã tiến đến đề số 05. Và như các em đã biết,
thì chắc chắn rằng là cái việc mà học thầy mỗi ngày một chút như vậy đã giúp cho chúng ta cái level học hóa là tăng lên rất nhiều. Và rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi ủng hộ thầy nhiệt tình trong khoảng thời gian vừa qua. Các bạn nào mà muốn tìm hiểu về khoa học của thầy để sở hữu các skill giải nhanh cũng như là hiểu về bản chất gốc tích nhất của khoa học thì vui lòng có thể inbox cho fanpage để nhận được sự tư vấn nhanh nhất. Bắt đầu nhá. Let's go. Câu số 1. Lên men mờ gam glucose để tạo thành acetylic. Glucose để tạo thành acetylic C6H12O6 để tạo thành acetylic mà hấp thụ CO2, vậy mình tính được CO2. Hiệu suất phản ứng 85%, anh này là 0,85. Được chưa? Toàn bộ lượng khí CO2 hấp thụ vào dung dịch CaOH 2 lần dư thì mình thu được kết tủa là kết tủa CaCO3. Số mol kết tủa là 45 chia cho 100 thì bằng 0,45. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ tìm được số mol CO2 cũng chính bằng 0,45. Thì với số mol CO2 bằng 0,45 rồi thì mình suy được hoàn toàn ngược lại được số mol C6H12O6. 0,45 nhân 1 chia 2. 0,45 nhân 1 chia 2 bằng 0,225. 0,225. Các em lưu ý, thuận thì nhân, nghịch thì chia hiệu suất. 0,85 bằng 0,85 bằng. Đấy, được bao nhiêu nhân với 180? Ok không ạ? 47,65 gam. Giá trị M chúng ta là đáp án B. Hơi lẻ một tí. Đúng không? Đấy. Bài năm nay loại chưa lẻ. Các em cẩn thận nhé. Câu số 2 ạ. Đốt cháy hoàn toàn M gam sắc carbozơ. Thế thì thôi, mình làm này cho đơn giản này. Sắc carbozơ carbohydrate mình quy đổi về carbon là nước. Thì cần vừa đủ V lít oxy thì thu được CO2, số mol CO2 bằng là 26,4 chia cho 44. 0,6 mol. Với số mol CO2 bằng 0,6 mol thì mình suy ngược lại được số mol carbon cũng bằng 0,6. Thì với số mol carbon bằng 0,6 thì hoàn toàn mình có số mol carbon bằng số mol CO2 bằng số mol oxy cũng bằng 0,6. Vậy mình tìm được giá trị của V, 0,6 nhân 22,4 bằng 13,44 lít. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. 13,44. Câu số 3. Đun nóng dung dịch chứa 36 gam glucose C6H12O6. 36 chia cho 180 thì bằng 0,2. Với dung dịch AgNO3 trong NH3 thì mình sẽ thu được bạc. 2 lần bạc. Đúng không ạ? Đây là số mol ban đầu. Số mol phản ứng chưa biết. Số mol sau phản ứng thì bạc biết rồi đây này. 32,4 mà chia cho 108 bằng 0,3. Vậy số mol bạc là 0,3 thì số mol phản ứng của bạc là 0,3. Thì mình suy ngược lại được số mol của C6H12O6 bằng 0,3 nhân 1 chia 2 bằng 0,15. Và từ đó mình tìm được hiệu suất của phản ứng. Nó bằng số mol phản ứng là 0,15 chia cho số mol ban đầu là 0,2 nhân với 100% thì bằng 0,15 chia 0,2 bằng nhân 100% 75%. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ 75%. Ok. Câu số 4 là một cái câu này rất rất hay này. Học thầy chúng ta mới có sở hữu skill giải nhanh này. Từ 3 tấn cellulose, sen phân tử khối 162 điều chế được M tấn cellulose trinitrate, hiệu suất là 80% là 0,8. Thuộc luôn phân tử khối nó, thầy đã nhắc rồi đúng không? Thuộc luôn phân tử khối nó là 297. Giờ tìm M thì tấn này, kg tấn là yến, coi như gam tính toán bình thường bởi vì đơn vị này cũng gọi là tấn. Vậy mình tìm được số mol của sen là 3 chia cho 162, đừng đổi làm gì. 3 chia 162 nhân 1 chia 1 bằng 3 chia 162 thuận nhân, nhân hiệu suất là nhân 0,8 bằng 3 chia 162 nhân 0,8 bằng nhân với phân tử khối này là 297 thì ra khối lượng 4,4 tấn. Các em thấy không? Rất nhanh. 4,4 tấn. Kinh khủng chưa? Đây là những skill giải nhanh này. Nếu các em học thầy, các em sẽ sở hữu được những skill giải như vậy. Mà từ bản chất nhá, không phải mẹo đâu. Đây là lý do tại sao tất cả các bạn học sinh học thầy lúc nào cũng giỏi. Câu số 5, câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay. Thủy phân 51,3 gam sắt
thì số mol xác nó bằng là 51,3 chia cho 342. Vậy phân tử khối của xác là 342 mà. 0,15 với hiệu suất 80%. Trong dịch thì thu được dung dịch X thì thu được một anh glu và một anh Frug. Thì 0,15 mà nhân với 1 chia 1 bằng 0,15, nhưng phải nhân thuận nhân hiệu suất nhân 0,8. Thì bằng bao nhiêu? 0,12. Vậy suy ra số mol Frug cũng 0,12. Thì phần 1 chia dung dịch thành hai phần bằng nhau. Đấy. Dung dịch X thành hai phần bằng nhau. Thì đây là phần 1. Thì sẽ gồm là glu chia thành hai phần bằng nhau, vậy 0,12 chia 2 bằng 0,06. Frug là 0,06. Thì tác dụng với brom. Thì Frug không tác dụng brom, chỉ có glu thôi. 0,06. Được chưa? Vậy giá trị của M hiệu suất đạt 80% chia dung dịch. À, ở đây không nói là hai phần bằng nhau. Đây này, các em nhìn này, không nói hai phần bằng nhau. Không tính được như này đâu. Phần 2 cho vào nó mắt dư. Từ từ ạ, các bạn nhìn kỹ nha. Dung dịch X phần 2 cho vào nó mắt dư gồm glu và Frug. Cho vào nó mắt dư thì trong môi trường kiềm thì glu Frug chuyển hết thành glu. Thì glu này hòa tan tối đa COOH 2 lần. Ở điều kiện thường là 8,82, mình tìm được số mol luôn. 8,82 chia cho 64 cộng 34 bằng 0,09. Mà ta lưu ý rằng là hai glu mới ăn được một anh COOH lần. Vậy với 0,09 thì mình suy ngược lại được số mol glu bằng 0,09 nhân 2 bằng 0,18. Được chưa? Thế thì số mol glu bằng 0,18 thì nó chính là tổng số mol của glu và Frug. Được không ạ? Vậy suy ra mà mặt khác số mol glu và số mol Frug bằng nhau. Nên glu này là 0,09 và Frug này là 0,09. Thế mà phần 2 này glu 0,09 mà toàn bộ cả phần là 0,12. Vậy suy ra số mol glu sẽ bằng 0,12 trừ 0,09 bằng 0,03. 0,03. Vậy tác dụng brom thì Frug không tác dụng. Vậy số mol brom phản ứng là 0,03. Từ đó mình tìm được khối lượng. Bài này lừa kinh đấy. Nhân với 160. 0,03 nhân 160 bằng 4,8 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C, 4,8 gam. Ok, em thấy bài này hay không? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy. Hãy click nút chuông, follow fanpage của thầy để đón chào tất cả các video tiếp theo. Ok, bye bye. Chào tạm biệt. Hello, xin chào tất cả các bạn và các em đã quay trở lại chuỗi bài tập Carbogas cùng với thầy Minh Mialin. Như các em đã biết, hôm nay chúng ta đã chiến đấu với nhau đến đề số 06 rồi. Và đây là một trong số những cái phần bài tập rất là hay, rất là quan trọng. Và nó sẽ có cái tác dụng mà giúp đỡ cho các em tăng rất cao mặt điểm số và tăng cho chúng ta tốc độ giải bài tập lên rất rất nhanh. Ok, chúng ta bắt đầu chiến đấu nhé trong cái buổi ngày hôm nay, đề số 06. Câu số 1, lên men M kg glucose hiệu suất phản ứng đạt 75%. Glu mà hiệu suất là 75% là 0,75. Thu được 2 lít cồn ancol ethylic C2H5OH 2 lần. Được chưa? Thế thì ở đây mình sẽ xử lý cái chỗ này nhá. 2 lít cồn ethylic. 2 lít cồn ethylic, vậy mình sẽ tìm được V nguyên chất nó bằng là 2 nhân với 0,46. 2 nhân 0,46 bằng 0,92 lít. Thế thì ở đây thì coi là lít cũng như gam, tính toán cho dễ. Được không ạ? Bởi vì cái đơn vị nó như nhau mà. Thì về nguyên chất, thế thì từ đó thầy sẽ tìm được M C2H5OH nguyên chất kg tấn đại yến coi như gam, tính toán bình thường. Lít bây giờ thầy coi như mililit tính toàn. Vậy mình sẽ có là M D bằng M trên V, M bằng D nhân V, 0,92 nhân với 0,8. Và từ đó thầy sẽ tìm được số mol của anh C2H5OH bằng 0,92 nhân 0,8 chia 46 bằng 0,016. 0,016. Vậy mình suy ngược lại được số mol của glu, 0,016 nhân 1 chia 2
Thuận nhân nghịch triệu xuất nha. Thuận nhân nghịch triệu xuất chia 0,75 nhân 180 ra khối lượng 1,92 ạ. Vậy giá trị của M là 1,92 kg. Các em nhá. Đấy, đây là kỹ năng tính nhanh cái bài như thế này. Bài này rất nhiều bạn giải sai, nhưng mà học với lại chúng mình thì không bao giờ bị sai. Câu số 2. Trong quá trình sản xuất đường glucose thường còn lẫn 10% tạp chất. Tạp chất này thì không tham gia phản ứng Chebec bạn. Lấy A gam glucose trên cho phản ứng hoàn toàn AgNO3 trong NO3 dư, thu được 10,8 gam A. Giá trị của A. Thế thì mình biết là một thằng glu thì nó cho mình hai thằng bạc. Đúng chưa? Thì số mol bạc của mình là 10,8 chia cho 108 bằng 0,1. Thì mình tìm được số mol glu nguyên chất, nó cũng sẽ bằng là 0,1 nhân 1 chia 2 bằng 0,05. Vậy mình tìm được khối lượng của glu nguyên chất, nó bằng là 0,05 nhân với lại 180 bằng 189. Thì từ đó mình sẽ tìm ra được A, bởi vì còn lẫn 10% tạp chất mà. Đúng không ạ? Lẫn 10% tạp chất. Thế thì cái chỗ 9 gam này chỉ là 90% thôi, nên là 9 chia cho 0,9 thì bằng 10 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A. Bởi vì 10% tạp chất thì có nghĩa là cái 9 gam này tương với 90%, thì mình cần tìm được A thì mình sẽ lấy là 9 chia cho 0,9 thì bằng 10 gam. Nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A, cái B các em nhé. Đừng nữa là chọn A, nhỏ lắm. Câu số 3. Thủy phân hoàn toàn M gam tinh bột thành glucose. À thế thì trong cái phần mà làm bài tập về bọn carbohydrate thì chúng ta lưu ý cho thầy. Tinh bột C6H10O5 thành glucose. Đấy, C6H12O6. Đấy chưa? Sau đó lại toàn bộ glucose thực hiện phản ứng trắng bạc thì thu được 2 hàng bạc. Thì số mol bạc của chúng ta nó sẽ bằng là 32,4 chia cho 108 bằng 0,3 mol. Mà hiệu suất là 100% nên mình suy được số mol glucose bằng 0,3 nhân 1 chia 2 bằng 0,15. Và từ đó mình suy được số mol của tinh bột cũng bằng 0,15. Và từ đó thì mình sẽ tìm được khối lượng nhân 162. 24,3 gam. 24,3 gam, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C các em nhé. C. Dễ chưa? Câu số 4 ạ. Trung học phổ thông Triệu Sơn 3 Thanh Hóa lần 1 2022. Cellulose trinitrate được điều chế từ cellulose và acid nitric. Đây mình có C6H10 ghi chuẩn ra là C6 chuẩn ra làm như kiểu của thầy ấy, mình phải làm nhanh này này. Sen cộng với lại 3HNO3 thì tạo thành cellulose trinitrate cộng 3 nước. Hiệu suất 90% với anh này là 0,9. Số mol cellulose trinitrate thì phân tử khối của anh cellulose trinitrate bằng 297 thì số mol của nó là 118,8 chia cho 297 bằng 0,4. Được chưa? Để bài yêu cầu tìm giá trị của M là M kg acid nitric. Vậy mình sẽ có là 0,4 nhân 3 chia 1. Chia 1. Thuận nhân nghịch triệu suất chia 0,9 bằng nhân 3 chia 0,9 bằng. Được chưa? Được bao nhiêu nhân với lại 63? 84. Vậy giá trị của M của chúng ta bằng 84 kg. Đáp án đúng đáp án C. Câu số 5, câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay. Anconetilic được điều chế bằng tinh bột bằng phương pháp lên men tinh bột với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. C6H10O5 bỏ N đi, trong tính toán bỏ N đi. Toàn bộ lượng CO2 vậy sinh ra CO2. Hiệu suất 90% là 0,9. CO2 sinh ra này, cho vào nước vôi trong nhưng không có từ dư. Vậy điều này chứng tỏ sẽ tồn tại cả CaCO3 và CaHCO3 hai lần. Thu được 247,5 gam kết tủa. Vậy số mol kết tủa nó sẽ bằng là 2,475. Được chưa? Khối lượng dung dịch X giảm đi so với khối lượng ban đầu là 99 gam. Delta M bằng M vào trừ M ra
M vào là MCO2, M ra là M kết tủa. Vậy mình sẽ có suy ra delta M đây ạ, khối lượng giảm đi, vậy nó sẽ là âm 99. Thì bằng M vào là MCO2, M kết tủa biết rồi, 247,5. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được số mol của CO2 bằng 247,5 cộng 99 bằng 346,5. À đâu, bên này là trừ, đúng rồi, nhầm ạ. 247,5 trừ 99 ạ, bằng 148,5. Vậy số mol chia 44, 3,375. Vậy số mol CO2 chúng ta bằng 3,375. Thì mình suy ngược lại được số mol của, mình suy ngược lại được số mol của tinh bột, 3,375 nhân 1 chia 2, thuận nhân nghịch chia, chia 0,9. Được chưa? Được bao nhiêu nhân với 162? Bằng 303,75. 303,75 gam. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Dễ không các em? Thì trên đây thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta 5 câu với 5 cái dạng rất là đặc biệt của bọn tinh bột nhá. Thì các em cần phải nắm chắc được 5 cái dạng này, và chúng ta cần phải sở hữu những cái kỹ năng giải thật nhanh của cái dạng này để chúng ta chinh phục được cái dạng này. Ok ạ. Và hẹn gặp lại chúng ta vào cái buổi học sau. Bạn nào muốn tìm hiểu về khóa học của thầy thì vui lòng inbox cho fanpage hoặc inbox cho thầy để được nhận tư vấn trực tiếp về cái khóa học của thầy. Bye bye, chào tạm biệt các em. Xin chào tất cả bạn và các em, chúng ta lại quay trở lại với chuỗi bài tập carbonhydrat mỗi ngày đề số 07. Đây là những cái câu bài tập rất là hay thi, hay có của cái dạng carbonhydrat, các bạn chú ý để theo dõi kỹ nha. Câu số 1 ạ. Khí carbonic thì chiếm 0,03% diện tích không khí, đúng rồi. Và muốn tạo ra 500g tinh bột thì cần bao nhiêu lít không khí để cung cấp đủ cho CO2 trong phản ứng quang hợp? Ui, hay thế. Câu rất hay luôn đấy ạ. Mình có nhá. CO2 chúng ta phải làm theo kiểu này. CO2 thì tạo thành là tinh bột là C6H10O5, như thầy đã nói, bỏ N đi, làm cho nó nhanh. Vậy 6 này. 500g tinh bột thì mình sẽ có số mol là 500 mà chia cho 162. Đấy, mình để nguyên cái phân số thì cho dễ, 250/81. Vậy mình suy ngược lại được số mol CO2 là 250/81 nhân 6 chia 1 bằng 500/27. 500/27. Ok chưa? 500/27. Vậy ở đây mình có này. Thế là ra được số mol của CO2 nhá. Vậy mình sẽ tìm được V của CO2 thì nó sẽ bằng 500/27 nhân với lại 2,4. Vậy hoàn toàn tới đây thì mình sẽ tìm ra được là gì ạ? Tới đây thì mình sẽ tìm ra được V không khí. V không khí của mình nó sẽ bằng bao nhiêu? V không khí của mình nó sẽ bằng là 500/27 nhân với 2,4, được chưa? Chia cho 0,03/100 bằng bao nhiêu đấy? Nhân 2,4 bằng chia cho bảng đơn 0,03 chia 100. 1382716. 1382716. Đáp án đúng là đáp án D các em ạ. Chính xác của chúng ta là đáp án D. Câu số 2. Cho M gam hỗn hợp gồm glucose và fructose. Thế thì thực ra ấy, glucose và fructose nó đều chung là C6H12O6, đúng không? Tác dụng với lượng dư AgNO3 trong NH3 thu được bạc. Mình tìm được số mol bạc bằng 6,48 chia cho 108. 0,06 mol. Đây ra 2 bạc. Và hoàn toàn mình suy ngược lại được số mol của glucose là 0,06 nhân 1 chia 2 bằng 0,03. Được chưa? Vậy hoàn toàn mình tìm được giá trị của M, mình lấy 0,03 nhân 180 bằng 5,4 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. Rất dễ. Câu số 3. Thủy phân hoàn toàn M gam tinh bột. Tinh bột là C6H10O5, bỏ N đi. Thủy phân nó thì thu được dung dịch X. Thì ra mình thu được dung dịch X là C6H12O6. Cho dung dịch X tác dụng với AgNO3 trong NH3 thì mình thu được hàng bạc. Vậy mình tìm được số mol bạc của mình là 12,96 chia 108 bằng 0,12.
Vậy hoàn toàn mình suy ngược ra được cái số mol của C6H10O5 là 0,12 nhân 1 chia 2 bằng 0,06. Vậy giá trị của M là 0,06 nhân với 162 bằng 9,72 gram. Đáp án đúng là đáp án C, 9,72. Câu số 4 ạ. Chất X thuộc loại monosaccharide. X thuộc loại monosaccharide. Đốt cháy hết M gam X thì thu được V lít CO2. X thuộc loại monosaccharide. Đốt cháy hết M gam X thì thu được V lít khí CO2. Chưa giải quyết được gì. Đem lên men rượu M gam X. Thực ra monosaccharide thì nó chỉ có thể là C6H12O6, là làm gì còn thằng nào nữa. Đúng không? Lên men rượu M gam X ở trên với hiệu suất là 80%, 0,8 thì thu được 2 lần thằng C2H5OH. Đề bài cho là thể tích ancolytic 40 độ là 46 ml. Vậy hoàn toàn mình tìm được V nguyên chất bằng V dung dịch là 46 nhân với độ rượu là 40/100 hay là 0,4. Được chưa? Và bằng bao nhiêu đấy ạ? 46 nhân với 0,4 bằng 18,4. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được V, mình tìm được khối lượng. Mình tìm được khối lượng dung dịch, khối lượng C2H5OH nguyên chất nó bằng D bằng M trên V. Vậy M bằng D nhân V, D là 0,8, V là 18,4. Hoàn toàn mình tìm được số mol của C2H5OH nó bằng 0,8 nhân 18,4 chia 46 bằng 0,32. Vậy anh này là 0,32. Thì suy ngược ra được glucose là 0,32 nhân 1 chia 2 bằng thuận nhân nghịch chia, chia 0,8 bằng 0,2 mol. Mình có 0,2 nhân với 180 thì bằng 36 gram. Nhưng mà ở đây nó không hỏi là khối lượng. Đây bài hỏi là đốt cháy hết M gam X, đây đốt cháy cộng oxy thì thu được V lít khí CO2. Vậy bảo toàn carbon 0,2 nhân 6 bằng 1,2. Và bây giờ là 1,2 nhân 22,4 cơ. Thì bằng 26,88. 26,88, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. B bỏ. Câu số 5. Lên men M gam tinh bột thành ancol ethylic. Tinh bột là C6H10O5 đáng nhẽ tất cả N lần, mình kệ nó đi. Thành ancol ethylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%, lượng CO2 sinh ra phải chỉ xét đến CO2 thôi. 0,75. Lượng CO2 sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch CaO2 lần, vào CaO2 lần thì thu được kết tủa CaCO3 là 50 chia cho 100 bằng 0,5. Đấy chưa? Và dung dịch X, và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH vào X, thêm NaOH vào dung dịch X thì thu được kết tủa nữa. Thu được kết tủa nữa. Vậy thì chắc chắn kết tủa nữa là kết tủa CaCO3, và dung dịch X của chúng ta nó là CaHCO3 hai lần. Và cần để mà kết tủa là lớn nhất thì cần tối thiểu NaOH nhỏ nhất. Đấy, 100 ml nhân với lại 1 thì bằng 0,1. Đề bài yêu cầu chúng ta là xác định giá trị của tinh bột. Thế thì chúng ta phải nhìn thế này, muốn xác định giá trị tinh bột phải xác định được giá trị của CO2. Muốn xác định của CO2 thì bây giờ cần phải xác định của CHCO3 hai lần. Giờ mình cứ đặt số mol HCO3 hai lần là A. Đây là một câu cực kỳ hay nhá. Các bạn rất hay bị nhầm. Câu này thầy giảng đi giảng lại nhiều rồi nhưng mà các bạn vẫn bị nhầm. Đấy, các bạn nhìn nhá. Đầu tiên này, tách từng phản ứng ra thì số mol HCO3 trừ nó sẽ là 2A cộng với lại OH trừ để tạo thành CO3 2 trừ. Đúng không ạ? Thì số mol OH trừ là 0,1. Mà đã nói là đây là NaOH là nhỏ nhất, vì vậy nên CO3 2 trừ tính là thằng nhỏ nhất là bằng 0,1. CO3 2 trừ tạo thành, nó sẽ tác dụng tiếp với lại canxi 2 cộng để tạo thành CaCO3. Và CaCO3 này đề bài cho là mắc nhất, mà CO3 2 trừ là 0,1, mà canxi 2 cộng là A. Vì vậy nên chắc chắn chỉ có một điều, để mà CaCO3 mắc nhất thì A phải bằng 0,1. A bằng 0,1. Vậy câu chuyện ở đây bây giờ đã dễ dàng hơn. Khi mà với A bằng 0,1 thì hoàn toàn mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Mình có 0,1 nhân 2 bằng 0,2 cộng 0,5 bằng 0,7. Số mol CO2 bằng 0,7. Thì mình suy ngược lại được C6H10O5 bằng
0,7 nhân 1 chia 2 chia 0,75 bằng 0,4 chu kỳ 6 nhân 180 84g. Ồ, tại sao lại không có nhỉ? Từ từ bình tĩnh. 0,1 nhân với lại 2 bằng 0,2. 50g kết tủa. Đúng rồi. 0,1 nhân 2 bằng 0,2, 0,2 cộng 0,5 bằng 0,7. 0,7 nhân 1 chia 2 bằng 0,35. 0,35 thuận nhân nghịch chia chia 0,75 bằng nhân với 100 tinh bột mà. Đề bài hỏi khối lượng tinh bột nhân 162 bằng 75,6. Vừa nay thì bấm nhầm máy tính ạ. Đáp án đúng là đáp án D, 75,6. Ok. Rất dễ đúng không các em? Đấy thì cái câu số 5 này là câu mà các em sẽ gặp rất rất nhiều trong các đề thi sắp tới của các em. Vì vậy các em tránh cho cái việc không bị lừa thì bằng cách là phải hiểu được cái chỗ phần này của thầy. Được chưa? Các bạn có thể chia sẻ lại để mà chúng ta lưu lại để mà chúng ta có thể nhớ. Ok, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học này của thầy. Các bạn mà muốn đào sâu hơn về những cái dạng bài khó và những bài dạng bài hay bị lừa, các bạn có thể tham khảo với khóa S1 của thầy. Ok, bye bye, chào tạm biệt. Xin chào tất cả các bạn và các em, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với cái chuỗi chuyên đề bài tập Carbohydrates đề số 08 ạ. Và chắc chắn là cho đến cái buổi ngày hôm nay thì các bạn đã nắm được khá là nhiều kỹ thuật giải nhanh của chương Carbohydrates rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sang những câu khó khó một chút. Câu số 1. Cho sơ đồ điều chế ancol etylic từ tinh bột. Tinh bột mình để nó là C6H10O5 thành ancol etylic 2 lần thằng C2H5OH. Hiệu suất các giai đoạn lần lượt là 75% và 80%, vậy thì mình sẽ có là hiệu suất của cả quá trình thì bằng tích hiệu suất. Vậy nó sẽ bằng là 0,75 nhân 0,8 bằng 0,6. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 gram trên ml thể tích dung dịch ancol etylic 20 độ thu được là. Thế bây giờ mình có kg tấn tạ yến coi như gan thì gan bình thường. 3,24 kg tinh bột thì mình sẽ tìm được số mol là chia 162 bằng 0,02, tính toán thay cho dễ. Vậy suy ra được Ca5OH nó sẽ bằng 0,02 nhân 2 nhân với lại 0,6 thì bằng nhân 2 nhân 0,6 bằng 0,024. Thế thì hoàn toàn ở đây thì bây giờ chúng ta sẽ tìm ra được là khối lượng của C2H5OH nguyên chất nó bằng 0,024 nhân 46 bằng 1,104. Và đến đây mình sẽ tìm được V nguyên chất, V C2H5OH nguyên chất nó bằng là D bằng M trên V. Vậy V bằng M trên D chia cho 0,8, 1,38. Mà bây giờ đề bài nó là rượu này là 20 độ, vậy mình sẽ tìm được V rượu 20 độ thì bằng V nguyên chất chia cho 0,2 bằng 6,9. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là 6,9 lít. Các em thấy không? Cái kỹ năng làm của thầy nhá, cái kỹ năng của chúng ta là kg tấn tạ yến coi như gam tính toán bình thường. Đấy là kỹ năng đầu tiên. Kỹ năng thứ hai là bỏ N đi, với tất cả bọn polysaccharide bỏ N đi, tính toán cho nó dễ. Mình sang câu số 2 ạ. Cho 62,5 ml dung dịch glucose chưa rõ nồng độ tác dụng với AgNO3 trong đợt 3 dư thu được bạc kết tủa. Vậy đây là glu này. Thu được bạc này. Hai bạc đúng không ạ? Số mol bạc bằng 2,7 chia 108 bằng 0,025. 0,025. Vậy mình suy ngược lại được số mol glu, 0,025 nhân 1 chia 2 bằng 0,0125. Vậy hoàn toàn mình sẽ tìm được đồng độ là chia cho 0,0625 bằng 0,2. 0,2m. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D, 0,2m. Câu số 3. Thủy phân dung dịch chứa 17,1 gam sắc carbonơ trong môi trường axit sắc. Thì khi mà thủy phân ấy thì chắc chắn là sẽ thu được glu và ferrux. Ban đầu thì xác đề bài cho ta là 17,1. 17,1 chia cho 342 bằng 0,05 mol. Phản ứng sau, sau phản ứng glucose là 2,25 chia 180 bằng 0,0125 mol. Vậy hoàn toàn mình sẽ thu được cái thằng glu ban đầu là không có gì,
Vậy suy ra glu phản ứng là 0,0125. Suy luôn ra số mol xác phản ứng là 0,0125. Và từ đó mình tìm được hiệu suất phản ứng, nó sẽ bằng là số mol phản ứng là 0,0125 chia cho 0,05 nhân với 100% thì bằng bao nhiêu? Chia cho 0,05 bằng nhân 100%. 25%. 25% về đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. 25%. Rất dễ. Câu số 4. Đun nóng dung dịch chứa 8,55 gam carbohydrat X với một lượng nhỏ HCl. Thằng X thì mình chưa biết là gì. Đây là thủy phân rồi. Carbohydrat X với HCl. Thì tạo chất A đi. Chất A này tác dụng với AgNO3 trong NH3. Thì sinh ra bạc. Số mol bạc này là 10,8 trên 108 bằng 0,1. Thì chắc chắn một thằng chất A sinh ra hai thằng bạc, vậy suy ra số mol A nó sẽ bằng là 0,1 nhân 1 chia 2 bằng 0,05. Chắc chắn luôn. Được chưa? Thế thì với A bằng 0,05 thì bây giờ mình chia thử là mình biết thôi. 8,55 mà chia cho 0,05 bằng 171. 171, vậy thì cái câu chuyện chúng ta nghĩ đến ngay cái thằng X này của chúng ta nó sẽ phải là thằng có phân tử khối chia cho 171. Mà phân tử khối mà chia cho 171 thì nó chỉ có thể là xác hoặc là man thôi. Thì nó là phân tử khối nó là 342, giả sử nhá, thì mình sẽ tìm được số mol là 8,55 chia 342 bằng 0,025. Thì đúng là khi mà thủy phân ra cái dung dịch X này thì nó sẽ thu được hai lần thằng C6H12O6. Thì đúng là 0,05 mol. Chuẩn chưa? Vậy nó chỉ có thể là xác carbonzer. Rất dễ. Câu số 5 ạ. Câu cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay. Tiến hành sản xuất rượu vang bằng phương pháp lên men rượu với nguyên liệu là kg quả nho tươi chứa 15% glucose về khối lượng. Thu được 10 lít rượu vang 13,8 độ. Vậy mình có này, V C2H5 OH nguyên chất nó sẽ bằng là 10 nhân với 13,8 chia 100 bằng 10 nhân 13,8 chia 100 1,38. Đây là về nguyên chất. Thì hoàn toàn đến đây mình sẽ tìm được khối lượng của C2H5OH nguyên chất nó bằng là 1,38 nhân D bằng M trên V, M bằng D nhân V, nhân 0,8. 1,104 gam. Vậy từ đó chúng ta sẽ tìm được số mol của C2H5OH nguyên chất. Số mol của C2H5OH nguyên chất chia cho 46 bằng 0,024 mol. Vậy bây giờ mình quay trở lại đây thì mình sẽ có là lên men ấy. Thì từ đâu ạ? Từ quả nho tươi, vậy là từ glucose rồi. C6H12O6 thì tạo thành hai lần thằng C2H5OH. Hiệu suất của phản ứng, đề bài cho hiệu suất. Hiệu suất toàn bộ quá trình là 60%, 0,6. Số mol CH5OH bằng 0,024 thì suy ngược lại được số mol của anh glucose là 0,024 nhân 1 chia 2 bằng 0,012. Thuận nhân nghịch chia, chia 0,6 bằng 0,02. Vậy từ đó mình sẽ tìm được khối lượng của glucose bằng 0,02 nhân với 180 bằng 3,6. Và từ đó mình tìm được khối lượng của quả nho. Bởi vì quả nho chứa 15% rồi mà. 3,6 chia cho 0,15 bằng 24. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì? À, 24. Dễ chưa? Đấy nha các bạn, chú ý nha. Đấy, cái câu này rất rất. Thực ra nha, nếu mà giải theo phương pháp có thể nó rất dễ thôi, nhưng mà chúng ta phải tư duy bình tĩnh từ từ, bởi vì đa số ở những cái câu này thì các em hay bị nhầm lẫn nhá. Thì chú ý chúng ta cố gắng hiểu bản chất thì chúng ta làm được. Được không ạ? Ok, buổi học ngày hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Bye bye, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại chúng ta vào những cái buổi học sau. Hello, xin chào tất cả các bạn và các em. Chúng ta lại quay trở lại về chuỗi chuyên đề bài tập Carbohydrate. Và hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu sang đề số 09. Ok, ghét câu chúng ta vào làm luôn nhá. Cái đề này rất là thú vị luôn ấy. Câu số 1. Cho thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn, 1,53 gam dung dịch chuyển huyết thanh glucose thu được bạc. Thì mình có phải là
một thằng glue á, thì nó cho mình hai thằng bạc không? Thì số mặt bạc ở đây là bằng 0,0918 chia cho 180 chia cho 108 bằng 8,5 nhân 10 mũ trừ 4. Vậy suy được số mol glue nhân 1 chia 2 bằng 4,25 nhân 10 mũ trừ 4. Được chưa? Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng của glucose bằng khối lượng của glue bằng 4,25 nhân 10 mũ trừ 4 nhân 180 thì bằng 0,0765. Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được C phần trăm của dung dịch chuyển huyết thanh trên bằng 0,0765 chia cho đây ạ 1,53 nhân 100% bằng chia cho 1,53 bằng nhân 100% 5%. 5% vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Dễ không? Quá dễ đúng không? Câu số 2. Thủy phân hoàn toàn 51,3 gam sắt. Mình tìm được số mol sắt này. 51,3 này. Chia cho 342 này. Số mol bằng 0,15 này. Trong môi trường axit thì một sắt thì mình sẽ thu được một glue và một ferric. Vậy anh này là 0,15 thì glue là 0,15. Ferric là 0,15. Đúng không? Thì khối lượng ferric là 0,15 nhân 180 27 gam. B bỏ. Ok. Câu số 3. Một bệnh viện thì cần 1.000 chai glucose 5%. Biết mỗi chai thì chứa 500 gam dung dịch glucose. Thế thì nhá, một chai thì sẽ chứa là 500 nhân với 5% là 0,05 bằng 500 nhân 0,05 bằng 25 gam glucose nguyên chất. Được chưa? Vậy suy ra 1.000 chai thì nó sẽ chứa là 25 nhân 1.000 thì bằng 25.000 gam glu nguyên chất. Thì 25.000 gam thì tương ứng với là 25 kg glu nguyên chất. Được chưa? Đây bài hỏi khối lượng tinh bột cần sản xuất ra 1.000 chai chứa 5% là bao nhiêu kg, hiệu suất đạt 90%. Thì tinh bột là C6H10O5, glucose là C6H12O6. Thế thì kg tấn đại yến coi như gam tính toán bình thường, hiệu suất ở đây là 90% thì anh này là 0,9 nhá. Thì số mol glu là 25 chia cho 180 thì suy ngược ra anh này 25 chia 180 thuận nhân nghịch chia chia 0,9. 25 chia 180 bằng chia 0,9 bằng nhân 162 bằng 25 kg. Đáp án đúng rồi, đáp án này đấy nhá, cực kỳ dễ luôn. Câu số 4 ạ. Cho m gam, ui câu này hay cực luôn, m gam tinh bột C6H10O5 bỏ n đi, lên men thành ancol, hiệu suất 81% là 0,81. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra ra được 2 anh CO2 hấp thụ hoàn toàn vào anh CaOH2 lần thì thu được kết tủa là kết tủa CaCO3. Số mol là 550 chia cho 100 bằng 5,5. Và dung dịch X, dung dịch X này của chúng ta chắc chắn là CaHCO3 2 lần. Đun kỹ dung dịch X thì thu được 50g kết tủa. Đun kỹ thì thu được CaCO3 cộng CO2 bay lên cộng H2O. 50g kết tủa thì là 0,5. 50 chia 100 là 0,5. Vậy hoàn toàn mình suy ngược lại được số mol CaHCO3 2 lần là 0,5. Vậy hoàn toàn đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon thì mình sẽ tìm được số mol CO2 là 0,5 nhân 2 cộng 5,5. Đây 0,5 này, nhân 2 cộng 5,5 bằng 6,5. Số mol CO2 là 6,5 thì suy ngược lại được số mol tinh bột là 6,5 nhân 1 chia 2. Thuận nhân nghịch chia hiệu suất
chia 0,81, chia 2 này, chia 0,81 này, bằng nhân 162 bằng 650 ạ. Vậy đáp án giá trị mở của chúng ta là 650 C. Quá dễ đúng không em? Câu cuối cùng này, câu cuối cùng mới tăng. Đây, phương trình đây. 1 phút thì 1 cm khối lá lúa, 1 phút 1 cm khối lá lúa hấp thụ được joule năng lượng này. 10% năng lượng được dùng vào phản ứng tổng hợp glu và 10% glu được chuyển thành tinh bột. Một khóm lúa có 20 lá xanh. Mỗi lá xanh có 5 cm quang hợp. Mật độ lúa là 100 khóm trên 1 mét khối. Đây là một trên 1 mét vuông chứ. Trên 1 mét vuông. Không phải mét khối. Khối lượng tinh bột tạo ra khi 1 hecta lúa quang hợp trong 1 giờ. Và tổng khối lượng CO2 và nước sử dụng trong 1 giờ quang hợp trên. Câu này hay nhưng mà câu này sẽ không ứng dụng trong thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, mà nó sẽ có hay ứng dụng trong cái đề thi đánh giá tư duy và đánh giá năng lượng và đánh giá năng lực. Thì chúng ta cần phải tính. Thế bây giờ mình phải tính số khóm đó. Đầu tiên mình tính là 1 hecta lúa. 1 hecta lúa thì bằng bao nhiêu ạ? Bằng 10.000 đúng không? Bằng 10.000 mét vuông. 1 hecta lúa bằng 10.000 mét vuông. Được chưa ạ? Thế thì 10.000 mét vuông thì mình sẽ tìm được số nhóm lúa, số khóm lúa. Thì nó sẽ bằng là 10.000 mét vuông nhân với 100 khóm mà. 1 mét vuông có 100. Đấy. Vậy là mình sẽ có là bằng 10 mũ mấy ạ? 10 mũ 6 khóm. 10 mũ 6 khóm lúa. 10 mũ 6 khóm lúa. Thế thì vậy thì suy ra được số lá xanh. Mỗi con lúa có 20 lá xanh mà. Số lá xanh nó sẽ bằng là 20 nhân 10 mũ 6 thì bằng 2 nhân 10 mũ 7 lá xanh. Thế bây giờ là mình sẽ tìm được là số cm diện tích lá xanh có 5% cm quang hợp được. Thì suy ra là diện tích lá xanh quang hợp được thì nó sẽ bằng là 2 nhân 10 mũ 7 nhân với lại 5 cm bằng 10 mũ 8 cm vuông là quang hợp được. Thế mà năng lượng mặt trời trong 1 giờ, năng lượng mặt trời, năng lượng mặt trời trong 1 giờ của 1 cm khối lá lúa hấp thụ 1 cm vuông chưa? Không phải 1 cm khối đâu, lỗi, gõ lỗi đấy. Là bằng 1 phút thì 1 cm vuông thì hấp thụ được 2,09, vậy đây là 2,09. 1 giờ bằng 60 phút. 2,09 nhân 60. Bằng 125,4 joule. Được chưa? Thế vậy bây giờ năng lượng mặt trời trong 1 giờ mà 1 hecta thì hấp thụ được nó sẽ là bằng 125,45 nhân 10 mũ 8 cm khối và bằng 125,45 nhân 10 mũ 8 joule. Nhân 10 mũ 8 joule. Đấy. 10% năng lượng đó được ứng dụng vào tổng hợp glucose. Và 10% glucose được chuyển thành tinh bột.
Vậy mình tìm được khối lượng tinh bột. Suy ra khối lượng tinh bột được tạo thành trong 1 hecta lúa bởi 1 hecta lúa trong 1 giờ thì nó bằng là 125,45 nhân với 10 mũ 8. Xem nào. 10% năng lượng thì được dùng vào tổng hợp glucose. 10% năng lượng thì được tổng hợp thành glucose. Vậy ở đây nó sẽ là bao nhiêu ạ? 10% năng lượng được sử dụng để tổng hợp glucose. Vậy là nhân với lại 0,1. Và 10% glucose thì được chuyển hóa thành tinh bột. Thì nhân tiếp với 0,1 nữa. Thì bằng bao nhiêu đấy ạ? Jun đang tính Jun nhé. Nhưng mà bây giờ phải tìm được m tinh bột. À đây. Đây. Chia cho 2813 kilojoule. 2813 kilojoule là nhân với 10 mũ 3 joule thì bằng 125,45 nhân 10 mũ 8 nhân 0,1 nhân 0,1 chia cho 2813 nhân 10 mũ 3 bằng 44,59. 44 nó không có. Thế chỗ này thì bị lỗi rồi đấy. Thế đang bị lỗi đâu nhỉ? Đến chỗ này là năng lượng mặt trời trong 1 giờ thì là 2,09 nhân 60. 2,09 nhân 60. Đúng không ạ? Thì diện tích lá xanh là 10 mũ 8 rồi. Năng lượng mặt trời trong 1 giờ thì nó sẽ là bằng 2,09 này nhân 60 này. 2,09 nhân 60 nhân 10 mũ 8, đúng rồi. Năng lượng tổng hợp của glucose. Thầy xem thầy có bị nhân nhầm không? 2,09 nhân 60 này bằng này. Đúng rồi. 2,09 nhân 60 bằng 125,4. Thế đây 125,4 lấy 45 đâu ra? Nhân 10 mũ 8. Nhân 10 mũ 8 ạ. Thì 1 hecta hấp thụ thì là nhân 10 mũ 8 cm mà. Đúng rồi, nhân 10 mũ 8. Nhân 10%, đúng rồi. Sao lại 10% nữa lại tổng hợp? Bởi vì ở đây nó bảo là 10% glucose được tạo thành chuyển thành tinh bột mà. Vậy là phải nhân với lại 0,1 và nhân với 0,1 là nhân với lại 0,01. 125,4 nhân 10 mũ 8 nhân 0,1 nhân 0,1 bằng. Rồi. À, chỗ này còn thiếu. Chỗ này còn thiếu là nhân 162 nữa. Nhân 162 nữa. Được chưa? Bằng chia cho 2813 nhân với lại 10 mũ 3 bằng nhân 162 bằng đây ạ, 7221,75. 7221,75, loại anh này, loại anh này 7221. Bây giờ đề bài hỏi chúng ta là khối lượng của CO2 và khối lượng của nước sử dụng trong 1 giờ nêu trên. Thế thì khối lượng của CO2 và khối lượng nước thì số mol của CO2 nó bằng với lại số mol của nước, đúng không ạ? Thì nó bằng này. Cái năng lượng của 1 hecta hấp thụ là 1,254. 2 đâu 125. 125,4 nhân 10 mũ 8. 125,4 nhân 10 mũ 8. 1 hecta đấy ạ. Thì chia cho 2813 nhân 10 mũ 3. Được chưa? Rồi nhân với 6. Bởi vì phương chính là 6. 125,4 nhân 10 mũ 8 chia cho mở ngoặc đơn 2813 nhân 10 mũ 3 đóng ngoặc đơn bằng nhân với 6 bằng là số mol. Thế đề bài hỏi là tổng khối lượng cơ. Tổng khối lượng, vậy mình tìm được tổng khối lượng. Tổng khối lượng là nhân với lại 44 cộng 18 bằng 165 165 8329.
Vậy đáp án đúng đáp án A. Ui câu này dã man, quá dã man luôn, câu này quá kinh điển luôn. Em thấy xịn không? Ok ạ, tức là mình sẽ kết thúc cái phần bài tập số 09 ở đây với một câu cực kỳ kinh điển. Thank you tất cả các bạn và các em đã theo dõi cái buổi học ngày hôm nay. Và bạn nào muốn học chuyên sâu hơn, chuyên thật sâu về phần carbohydrate thì có thể vui lòng inbox cho thầy để tìm hiểu về khóa S1 của thầy. Ok, bye bye, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại. Hello, xin chào tất cả các bạn và các em. Chúng ta sẽ quay trở lại cái phần chuỗi bài tập carbohydrate. Và đề hôm nay là đề cuối cùng. Cái đề cuối cùng rất là hay với cái câu cuối cùng để cách giải cực kỳ dị của thầy. Chúng ta cùng theo dõi nhá. Câu số 1, cho 500g glucose phản ứng thì 1 glu, cái câu này vẫn dễ này, cho ra được 2 bạc này. Thì mình có là số mol bạc của mình là 10,8 chia cho 108 bằng 0,1. Mình tìm được số mol glu bằng 0,1 nhân 1 chia 2 bằng 0,05. Vậy hoàn toàn ở đây thì chúng ta sẽ tìm ra được là nồng độ là CM của glu thì nó bằng là 0,05 chia 0,5 bằng 0,1. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. À. Câu số 2. Thủy phân 68,4 gram sắt. Thì mình tìm được số mol sắt là 68,4 chia 342 bằng 0,2 mol. Sau một thời gian thì anh sắt thì nó thủy phân ấy thì nó ra được 2 anh C6H12O6. Vậy số mol nó là 0,2 nhân 2 bằng 0,4. Được chưa? Bây giờ là C6H12O6 thì ra được 2 đồng bạc. Đúng không ạ? Đây là 0,4. Thì anh này nó sẽ là 0,8. Ok chưa? Thế mà phản ứng này lại sinh ra số mol bạc nó chỉ có là 0,4 thôi. Vậy lý thuyết và thực tế nó khác nhau nên chắc chắn nó hiệu suất phản ứng thì bằng thực tế là 0,4 này chia cho lý thuyết là 0,8 này nhân 100% này thì bằng 50%. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Rất dễ. Câu số 3. Khối lượng glucose tạo thành khi thủy phân hoàn toàn 1 kg mùn cưa, kg 1 kg thì bằng 1000g. Được chưa? Mà có 40% cellulose phải mình tìm được khối lượng của sen thì bằng là 1000 nhân với lại 0,4 thì bằng 400. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol sen đấy. Khối lượng vậy là 1 sen thì là C6H10O5. Đề bài hỏi khối lượng glu thì tạo thành C6H12O6. Thì số mol của sen của chúng ta là bằng 400 chia 162. Ở đây không có hiệu suất. Vậy nó sẽ là 400 chia 162 lần mol của C6H12O6. 400 này chia 162 bằng nhân với 180 bằng 444,44g. Đáp án đúng là đáp án A. Rất dễ. Câu số 4 ạ. Lên men 66kg nước rỉ đường chứa 25% sắt. Khối lượng sắt bằng 66 nhân 0,25 nhá. 66 nhân 0,25 bằng 16,5. Thành ancol etylic với hiệu suất 60%. Nước rỉ đường mà lên men thành ancol etylic 25% sắt. Hiệu suất 60%. À rồi, biết quá trình lên men xảy ra phản ứng. Cái này hơi lạ. C12H22O11 thì tạo thành 4 lần thằng C2H5OH. Hiệu suất 60% là 0,6. Vậy số mol sắt là 16,5 chia cho 342 bằng. Ôi lẹ quá. Đúng nhỉ? Đúng mà. 66 này nhân 0,25 này bằng này chia cho lại 342 này. Số mol hơi lẻ, mình để số mol, mình để phân số nhé. 11/228 thì nhân với 4 thì bằng 44/228 nhân với 0,6. 11/95. Thế thì ngay tức ở đây bây giờ mình sẽ tìm được khối lượng của C2H5OH. Khối lượng C2H5OH nguyên chất nó bằng 11/95 nhân 46. 506/95. Vậy hoàn toàn tới đây thì mình sẽ tìm được là V C2H5OH nguyên chất
nó sẽ bằng là 506,95 chia cho 0,8 bằng 253,38 lít. Mà ở đây độ rượu của chúng ta thì bằng 40 độ. Vậy mình sẽ tìm được VC2H5OH 40 độ. Nó sẽ bằng chia cho 0,40, 0,4. 16,64. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Một bài đồ rượu rất hay, cực dị. Nhiều bạn sợ câu này đúng không? Mình sang câu số 5 ạ. Câu số 5 rất hay nha. Câu số 5 này này, nhìn đọc rất là dài và rất là sợ giải. Và bài này nếu mà câu chúng ta mà giải theo cách bình thường thì nó rất rất dài. Nhưng các em nhìn kỹ thuật này, kỹ thuật này nó san bằng hết. Ancol nitric 46 đúng không? Acid formic 46 đúng không? Đúng không? Đúng không? Thế thì có phải là mình sẽ tìm được số mol của 0,4104 gam X thì chính bằng là 0,0552 chia 46 không? 0,0552 chia 46 bằng đây ạ, 1,2 nhân 10 mũ trừ 3. Và ở đây mình tìm được phân tử khối của X, nó bằng 0,4104 chia N bằng 3,42. Vậy phân tử khối của X bằng 3,42 thì mình tìm được luôn, nó chắc chắn là đáp án này. Kinh điển không? Một bài cực kỳ khó nhá, đọc không hiểu gì, nhưng nếu các em giải thuận bài thì cực kỳ dài. Thế nhưng mà với cách giải của thầy, chúng ta làm vèo phát xong, chúng ta có những kỹ thuật chúng ta giải nhanh như vậy. Ok không? Và đây là cái buổi cuối cùng mà thầy dạy cho chúng ta về phần carbohydrate. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em tiếp tục ủng hộ thầy trong cái chuỗi tiếp theo, cái chuỗi amin, amino acid, peptide, protein. Và những bạn nào muốn học chuyên sâu và những bạn nào muốn học về mặt bản chất của hóa thì vui lòng có thể tìm hiểu cái khóa S1 của thầy nhá. Cái khóa này là khóa xây dựng chúng ta kiến thức nền tảng và bản chất nhất. Bye bye, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại.